Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Tiểu đoàn 3 Mặt trận 44 Quảng Đà. Nhiều buổi lễ có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Cùng dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng, Thiếu tướng Cao Phi Hùng, Phó Tư lệnh Quân khu 5 và Ban liên lạc cựu chiến binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ Tiểu đoàn 3 Mặt trận 44 Quảng Đà. Tiền thân Tiểu đoàn 3 là Tiểu đoàn 7, tức 706 Đông Mít, được tách ra từ Trung đoàn 64, trực thuộc Mặt trận 44 Quảng Đà, ban đầu với 255 cán bộ chiến sĩ. Trong vòng 10 năm từ năm 1967 đến năm 1977, đứng chân trên chiến trường Quảng Đà ác liệt, Tiểu đoàn 3 Mặt trận 44 Quảng Đà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao là cơ động đánh vào vùng ven, vùng sâu, góp phần bẻ gãy các âm mưu càn quét, bình định, lấn chiếm, xúc tác, gom dân của địch, bảo vệ hành lang, bảo vệ vùng căn cứ cách mạng, góp phần quan trọng vào thắng lợi giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Tiểu đoàn 3 được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương cao quý. Đặc biệt, ngày 21 tháng 11 năm 2022, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Tiểu đoàn 3 Mặt trận 44 Quảng Đà. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh bày tỏ tri ân những đóng góp và tinh thần anh dũng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 3 Mặt trận 44 Quảng Đà năm xưa, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Những dấu son đó sẽ còn mãi với thời gian và thành phố sẽ luôn ghi nhớ, gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp đó. Gần 5 thập kỷ đã đi qua, nhưng những dấu son về một thời đấu tranh anh dũng vẫn không phai mờ trong ký ức của quân và dân thành phố. Cán bộ, nhân dân lực lượng vũ trang thành phố hôm nay và mai sau sẽ mãi mãi không quên công ơn những anh hùng liệt sĩ cán bộ chiến sĩ của Mặt trận 44 Quảng Đà, của Tiểu đoàn 3 Anh hùng với những chiến công lẫy lừng vẫn còn sống mãi với thời gian. Hôm nay, thay mặt toàn thể cán bộ, quân và dân thành phố, chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống xứng đáng với sự nghiệp vẻ vang mà các thế hệ đi trước đã nỗ lực dày công xây dựng, vun đắp bằng lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bằng trí tuệ, tâm huyết, xương máu. Mỗi cán bộ chiến sĩ, người dân thành phố sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của mình, góp phần vào thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố, xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh và hiện đại. Dịp này, lãnh đạo thành phố đã tặng quà cho Ban liên lạc cựu chiến binh và thân nhân các gia đình liệt sĩ Tiểu đoàn 3 Mặt trận 44 Quảng Đà đang sinh sống trên địa bàn thành phố và các địa phương.